The Rock từ đô vật đến siêu sao đắt giá Hollywood. Xuất thân từ một vận động viên đô vật nổi tiếng, Johnson chạm ngõ điện ảnh với vai diễn đầu tay trong The Mummy Returns năm 2001. Sau đó, anh nhận được mức thù lao 5,5 triệu USD, hơn 127 tỷ đồng khi tham gia phim The Scorpion King và trở thành diễn viên có cát-xê cao nhất cho vai chính đầu tiên cũng như ngôi sao hạng A của Hollywood. The Rock tên thật là Dwayne Johnson, sinh năm 1972 tại Hollywood, California, Mỹ. Ngay từ khi sinh ra, anh đã chảy trong mình dòng máu của gia đình có truyền thống đấu vật. Cha của anh là Rocky Showman Johnson, vô địch đô vật người Mỹ gốc Phi đầu tiên và ông ngoại của anh là tù trưởng Peter Mavia, người Samoa đầu tiên chơi đô vật. Với chiến thắng vô địch 6 lần hạng nặng WWE và 5 lần vô địch giải World Tag Team Championship, Johnson đã chứng tỏ sức mạnh của mình trên võ đài và lọt vào tầm ngắm của các nhà sản xuất phim tại Hollywood. Tuy thành công trong The Mummy Returns và The Scorpion King nhưng đến năm 2003, khán giả mới bắt đầu coi Johnson là một ngôi sao hành động khi anh tham gia bộ phim The Rundown. Sau nhiều năm tìm được chỗ đứng ở Hollywood, Johnson đã có bước tiến trong sự nghiệp khi xuất hiện trong phần thứ 5 của loạt phim nổi tiếng Fast and the Furious. Tờ Rolling Stone nhận xét, The Rock có sự tinh tế cho thể loại hành động và hài. Anh ấy là một ngôi sao điện ảnh thực sự. Chia sẻ thời điểm mới vào nghề diễn xuất, Johnson cho biết, thời ấy, chưa có tiền lệ nào cho một diễn viên tay ngang mang trong mình hai dòng máu da đen và sa mội như tôi. Tôi chỉ biết phán đoán tình hình, suy nghĩ và hành động như những gì mình vốn có. Trong hoàn cảnh ấy, sẽ có lúc bạn ngã lòng giống như tôi đã từng. Rồi biến cố ập đến khiến bạn nhận ra mình có hai lựa chọn. Cứ nhất nhất nghe theo người khác rồi sớm muộn đời bạn cũng lao dốc. Bạn cảm thấy bản thân khốn khổ, còn sự nghiệp thì chết yểu, không dấu ấn. Hoặc hãy làm ngược lại, phản kháng, sống là chính mình và sẵn sàng đón nhận kết quả sau đó. Johnson không ít lần tự ti về bản thân mình. Đó là lúc anh bắt đầu sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp. Khi ấy, anh luôn phải gồng mình để trở nên nghiêm túc, lịch sự mọi lúc, mọi nơi để nắm bắt cơ hội đến với mình. Lần tiếp theo là khi anh quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất và chuyển tới Hollywood. Để có vai diễn, anh phải thực hiện giảm cân với chế độ ăn uống nghiêm ngặt và hạn chế tới phòng tập thể hình. Với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, tưởng chừng Dwayne sẽ bị đóng khung trong những vai diễn bắt buộc phải phô diễn sức mạnh hình thể và vận động. Nhưng The Rock còn thử sức với phim hoạt hình. Anh tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Ăn Khách Moana năm 2016. Năm 2017, Johnson gia nhập gia đình Fast một lần nữa cho bộ phim The Fast and the Furious. Thành công nhiều nhưng dường như Johnson không để mình ngơi nghỉ khi mỗi năm đều tham gia từ 2 đến 3 tác phẩm. Johnson đứng đầu danh sách nam diễn viên được trả lương cao nhất của Fox năm 2018 và 2019. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của Dwayne Johnson cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Cuộc tình 14 năm và sự cưng chiều của anh với con gái khiến công chúng ngưỡng mộ. Tình yêu và sự trân trọng của anh dành cho vợ chính là vũ khí khiến cuộc hôn nhân của họ bền chặt theo năm tháng. Trên một chương trình podcast phát sóng cuối tuần qua, anh cho biết từng trải qua 3 giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần. Nhưng điều giúp anh vượt qua tất cả là tình yêu của vợ và 3 cô con gái Ava Rain, Jasmine Johnson và Tiana Johnson. Khi nhìn họ, tôi nhận ra đây là những điều quan trọng, Johnson chia sẻ.